Đêm tiệc 6 nghệ sĩ và 170 cô gái hầu xã hội đen, bà trùm sự kiện có 18 năm trong nghề ma chay cưới hỏi. Những ngày qua, bữa tiệc ồn ào của Minh Nhân Hội thuộc Trúc Liên Bang đã chiếm sóng mạng xã hội Đài Loan. Theo truyền thông quốc tế đưa tin, ngày 8 tháng 3, 170 cô gái đã được thuê trong 2 ngày để phục vụ cho những nhân vật có máu mặt tại một khách sạn 5 sao thuộc quận Trung Sơn, Đài Bắc, Đài Loan. Sự kiện có sự tham gia của gần 1.000 người, trong đó có những đại gia Đài Loan và những ông trùm xã hội đen. Ngoài ra, 6 nghệ sĩ cũng bị réo gọi bao gồm ca sĩ Vương Dương Minh, Thái Thị Vân, Hứa Duy Ân, Tạ Hòa Huyền, Cao Nhĩ Tuyền, Lại Minh Vĩ. Danh tính 6 ngôi sao có mặt trong buổi tiệc khiến người hâm mộ ngỡ ngàng vì họ đều là những nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz xứ Đài. Bữa tiệc được tổ chức dưới quy mô lớn, còn do Trúc Liên Bang băng nhóm liên tục dính tới phi vụ, ma túy và lừa đảo. Đó là lý do ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt, triển khai tịch thu vũ khí sát thương của những người tham dự sự kiện để đảm bảo an ninh trật tự. Theo Next Apple, Minh Nhân Hội của Trúc Liên Bang đã mở hơn 80 bàn tiệc, bao trọn tầng 5 của một khách sạn cao cấp trong 2 ngày, với số tiền 4 triệu đài tệ, hơn 3 tỷ đồng. 170 cô gái được thuê phục vụ đều có chiều cao trên 1m63 và được trả 3.200 đài tệ, tương đương 2,4 triệu đồng, trong 3,5 giờ để tiếp khách, hầu rượu trong bữa tiệc. Tổng chi phí mời các ca sĩ đến hát cũng ít nhất hơn 5 triệu đài tệ, hơn 3,8 tỷ đồng. Trang tin cũng cho biết có tổng cộng hơn 900 người đã bị thẩm vấn, trong đó phát hiện 4 cô gái tuổi vị thành niên. 170 cô gái đều là nhân viên của công ty tổ chức sự kiện chuyên cung cấp Hot Girl do Lưu Quân Linh, bà trùm đứng sau dịch vụ ma chay cưới hỏi nổi tiếng ở Đài Loan điều hành. Dịch vụ của Lưu Quân Linh những năm qua được nhiều đại gia xã hội đen ủng hộ vì có khả năng cung cấp đội ngũ người đẹp với số lượng lớn. Tùy vào tính chất sự kiện, các cô gái được dặn dò mặc đồ kín đáo hay gợi cảm. Sau khi bị điều tra, Lưu Quân Linh khẳng định với truyền thông rằng đó không phải bữa tiệc thác loạn. Các cô gái cũng chỉ làm đúng phận sự của mình là chào đón tiếp khách, rót rượu và phục vụ thức ăn tại bàn. Đến nay, 170 nhân viên vẫn nghiêm túc phối hợp thực hiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Ở diễn biến mới nhất, 3 trong số 6 nghệ sĩ vướng lùm xùm đã lên tiếng xác nhận có tham gia bữa tiệc, nhưng chỉ đến để biểu diễn theo hợp đồng đã ký. Trên trang ET Today, ca sĩ Lại Minh Vĩ, Tạ Hòa Huyền và Cao Nhĩ Tuyền đều khẳng định chỉ là nghệ sĩ phục vụ văn nghệ nhanh chóng rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chứ không nán lại dự tiệc. 3 nghệ sĩ còn lại gồm vợ chồng Vương Dương Minh, Thái Thị Vân và diễn viên Hứa Duy Ân vẫn chưa lên tiếng. Theo truyền thông Đài Loan, ca sĩ rapper Tạ Hòa Huyền là một trong 6 nghệ sĩ nổi tiếng tham gia vụ 170 cô gái hầu tiệc rượu giới xã hội đen. Chính ca sĩ cũng xác nhận thông tin này hôm 9 tháng 3, theo Next Apple. Khi được hỏi tại sao lại xuất hiện trong một tiệc rượu của Minh Nhân Hội và mối quan hệ của anh với những hội nhóm này, ca sĩ Trần Tương Ni, vợ Tạ Hòa Huyền cho biết công ty nhận được lời mời biểu diễn. Ban đầu, phía ca sĩ chưa biết rõ thông tin về buổi diễn và họ tìm kiếm thông tin trên mạng. Trần Tương Ni nói với phóng viên, khi được hỏi chồng cô có thận trọng hơn trong hành động và lời nói khi biểu diễn ở tiệc toàn đại gia, những người máu mặt trong giới xã hội đen không, Trần Tương Ni cho hay, sự kiện này yêu cầu nghệ sĩ không rời khỏi sân khấu để tránh làm hỗn loạn hội trường. Anh Tạ vẫn biểu diễn nhiệt tình, thậm chí muốn xuống sân khấu chụp ảnh nhưng bị nhân viên ngăn lại và yêu cầu nhanh chóng rời đi. Một nhân vật đang được dư luận hướng tới chính là Lưu Quân Linh, bà trùm đứng sau dịch vụ ma chay cưới hỏi ở Đài Loan. Người này cho biết cô bắt đầu công việc cung cấp dịch vụ này từ khi 12 tuổi. Hồi đó cô hóa thân thành thiếu nữ nhảy múa theo nghi thức tiễn biệt người chết. Tới năm 20 tuổi, Lưu Quân Linh làm thêm công việc vũ công ở quán bar. Cô luôn duy trì việc cung cấp dịch vụ tang lễ bởi đây là công việc có truyền thống gia đình. Tính đến nay, Lưu Quân Linh là bà chủ cung cấp dịch vụ MC cho các sự kiện. Gần đây, bà trùm này mở rộng quy mô công ty bằng cách cung cấp dịch vụ, gồm dàn người đẹp chào hỏi, tiếp đón, phục vụ rượu cho các khách quý ở các sự kiện với quy mô đông người. Theo Lưu Quân Linh, tùy vào tính chất sự kiện, dàn người đẹp sẽ mặc đồ kín đáo hay gợi cảm. Với đội ngũ người đẹp lớn, Lưu Quân Linh tự tin cho biết cô có thể đáp ứng được số lượng người đẹp lớn dành cho sự kiện có quy mô. Vì vậy, nhiều năm qua, dịch vụ của công ty Lưu Quân Linh được nhiều đại gia xã hội đen ủng hộ. Ngoài việc kinh doanh, Lưu Quân Linh từng phối hợp với nhiều đơn vị để tổ chức tang lễ miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn.